Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng K Cộng Sport. Có một tình huống mà chiếc xe của Lando Norris đã đánh lái vào phía bên trái khá nguy hiểm cho Colapinto, nhưng Colapinto đã có được vị trí thứ 11. Chắc chắn ở góc quay on-board của Colapinto thì anh sẽ đã phải tránh tới 3 chiếc xe. Đều là những tình huống khá nguy hiểm khi thực hiện những vòng cua. Đây, chiếc xe của Oscar Piastri có được vị trí thứ 7 mà thôi. Để qua thành tích của Chuck Russell và Alex Albon cũng pha xoay tròn, nhưng đó là một pha xoay tròn 360 độ của Alex Albon lên được vị trí thứ 15. Alex Albon vừa rồi có lẽ đã vượt qua check limit chính xác với tình huống quay tròn xe này, và đó khiến cho tay đua người Thái Lan mất cơ hội để có mặt ở SQ2. Và vừa rồi là một pha hú vía khi mà chiếc xe của anh bị kênh lên khỏi cớp. Bánh xe phía sau mất độ bám bởi Oscar Piastri bị xóa thời gian. Đây là sẽ là tình huống mà vượt qua check limit này của Oscar Piastri. Ăn hơi sâu vào cớp. Sao là như vậy, tình huống ăn sâu vào cớp. Bánh sau phía bên phải đã trượt ra khỏi khu vực gờ đường. Vâng, đến quay kính của lúc này, sau chiếc xe của Gasly Yuki Tsunoda có sự tốt để có bằng chứng nó hoàn toàn hay không. Yuki Tsunoda có được vị trí thứ 10. Đó thì Liam Lawson ở ngay phía sau. Của số 20 cho Liam Lawson. Liam Lawson không quá nhanh. Vị trí thứ 12 cho Liam Lawson. Hai tay đua của Aston Martin, Alonso và Lasso chỉ có một lượt chạy này mà thôi. Và một khúc cua nữa thôi và không được phép mắc sai lầm. Như đây là một tình huống ăn quá sâu vào cơ của Alonso. Alonso vị trí thứ 12 và phải dừng bước tại SQ2. Lasso thì có thể nhanh tới đâu đây? Lasso không quá nhanh. Chậm nhất trong số 15 chiếc xe. Vẫn còn Nico Hülkenberg lúc này trên đường đua. Hülkenberg thì đã có vị trí an toàn rồi. Màu vàng của Hülkenberg ở phần vùng thứ 2. Cả đám vị trí quanh sẽ không có sự thay đổi. Bỏ luôn vòng hot lap cuối cùng này khi mà thời gian sẽ không thể nhận được sự thay đổi trước đó. Liam Lawson khó khăn trong việc tìm được độ bám và understeer rõ ràng của Liam Lawson. Fernando Alonso đã vượt qua check limit ở khúc cua số 19. Đã có cờ vàng xuất hiện. Cờ xanh lại được phân lên. Đường đua lại bình thường trở lại. Chắc là số nhanh nhất ở phân vùng 2 và phân vùng 3. Thì điều gì mới chỉ có anh hoàn thành được phân vùng 3 mà thôi. Chiếc xe Colapinto đã dừng lại trên đường đua. Hamilton vừa rồi đã vượt qua Colapinto rồi. Hamilton có thể nhanh hơn so với Chuck Russell phân vùng 3 hay không? Đường sửa lái xuất hiện mặc dù không nhiều so với Chuck Russell, nhưng cũng tương đối thường xuyên. Cuộc đua cuối cùng thì là một tình huống thiếu lái của Hamilton, và Hamilton đã không thể vượt qua thành tích của Chuck Russell. Và ăn cướp của Colapinto. Xe của anh đã bị văng đuôi và trượt ra khỏi đường đua. Chắc chắn là không có va chạm nào. Người chủ đua Austin luôn có những đường từng rất rộng. Sẽ là một pha về đích cực kỳ bận rộn với 8 chiếc xe còn lại trên đường đua. Và Carlos Sainz vươn lên được vị trí thứ 2, nhanh hơn so với Lewis Hamilton tới 0,3 giây.
là Norris thì sao? Norris có được vị trí thứ hai và đẩy Carlos Sainz xuống vị trí thứ ba. Chạy cho Russell khá tốt. Leclerc chưa thể vượt qua được cho Russell. Khúc cua số 20 cho Verstappen. Và Verstappen giành được vị trí dẫn đầu với chênh lệch so với George Russell chỉ là 1% giây mà thôi. Tặng cho mình. Great job, Max. P1. Let's go. Nice one. Well done, mate. Good start to the weekend. Well done. Yeah, that's for sure. Happy with that. Thank you, guys. It's a great return after a little break. Well done. Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng K-Cộng Sport.